xin giới thiệu, em tên là Đoàn Thị Ánh Hồng. Giọng nghe cái giọng nó mát liệm luôn nghe. Em tên Văn Dính, Lê Văn Dính, tên Dính à. Dính chùm lại hả? Dạ dạ. Rất là duyên dáng, giọng rất là ngọt ngào. Anh nào mà nghe là coi như mật ngọt mà chết ruồi vậy đó. Mà không lẽ chưa có con ruồi nào chết sao em? Dạ, em chạy xe máy thì không có lúc nào mà trên 20 km/h. Em dẫn xe đi hả hay là em ngồi trên đó? Em đi chậm gì ạ? Chạy mà 20 km/h, trời đất ơi. Em chạy thua xe đạp nữa em. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đâu dàn vỡ. Khi quen một người á thì trong mọi mối quan hệ em sẽ tôn trọng. Và con gái thì không nên sống thực dụng, nhưng con trai á thì phải biết điều một tí. Chứ em không thích cái kiểu người sống giàu đầu nổ xong mình quay rồi lại mượn tiền, là em không thích. Ví dụ em gặp người yêu, em đang đi gặp cái miễn trai, em cứ anh ơi tư coi từng cái miễn trai là coi như ông xã em đạp mấy năm nay rồi. Em tên là Trần Lê Hoàng Anh, em 24 tuổi. À, em tên là Thái Văn Phát. Khuyết điểm của em thì em ham ăn, ví dụ như em ăn là em ăn phải thiệt nhiều. Em đói để em ăn phải no, chứ no vừa vừa em không chịu. Tụi em đi một nhóm bạn thì ví dụ như ăn thì em dành em ăn nhiều. Em hay lười biếng lắm, như những công việc trong nhà em có thể làm được đó, nhưng mà em hay có mẹ thì em mạnh mẽ. Người ta nói có làm thì mới có ăn, mà coi như là em mà ăn thôi chứ không có làm, đúng không? Do em thì quen nhiều nhưng mà em thích chọc giỡn với mấy bạn đó nhiều. Vậy là anh không nghiêm túc rồi. Không phải không nghiêm túc, nhưng mà mình thích cái đó, mình thích chọc giỡn thôi bạn. Khi yêu thì mình rất là nghiêm túc. Em có đi kiểm tra giới tính chưa? Hả? Đàn ông 100%. Chăm không? Chăm. Sao em dám chắc 100%? Đây là cái hình mẫu em có giống ai không gái? Em mong là được giống như ca sĩ Lý Hải. Ý là muốn đẻ nhiều như Lý Hải đó, đúng không?